thường gọi thơ Nhất Tuấn là thơ của tuổi tình yêu mới chớm thuở đầu đời. Tập thơ Chuyện Chúng Mình của ông rất thịnh hành vào những năm 1962-63. Ngày đó, các cô học sinh trung học nào cũng thuộc nằm lòng ít nhất là một vài bài thơ của Nhất Tuấn. Mời quý vị hãy lắng nghe bài thơ Buồn Trong Kỷ Niệm của Nhất Tuấn. Mi mô ra chẳng lập lại.
Bye.